Ê, xinh gái này là người yêu thằng đệ công. Đây là bồ của công. Bên kia có mấy cái củi to. Anh em ơi, Chiến ơi, Chiến, cây này khô 100%, cẩn thận không là dập mông đi em ạ. Đây là con khỉ Chiến. Bên tay mẹ bên này này. Thôi này xuống đi một tí nó vỡ được nó phạt đấy. Không phạt đâu. Mẹ mày đứng đùa với nó. Canh nhỏ mà. Không có đùa đâu. Đi. Cỏ khô mà có phải chặt đâu. Thôi đi xuống đi anh em ơi, hay là làm thêm tí nữa. Cái xuyên nó có dao rồi thấy. Đâu mình có đâu. Rồi đi. Xuyên có mua ra mà. Ôi, thế này vẫn chưa ăn thua gì.
dưới. Bà thôi, ở dưới. Thôi tự hát cho nhau nghe nhé. Ở đây đây là ca khúc Áo Em Chỉ Mặc Một Lần. Anh trình bày đi anh. Do Công. Sau đây ca sĩ Công, Công Kaka hôn bài hát. Ca sĩ Công Kaka. Công Chỉ Đa, Công Kaka. Công Kaka. Công Bóng. Được chưa anh em? Anh bóng rồi nên là anh muốn ăn cá bóng. Hiểu không? Cá bóng này cho con cá bóng cái đâu cá mực. Cái đầu kỳ đọc á. Ừ. Trẻ đi. Trẻ thì nó đi. Có camera giấu kín nhá. Chúng mình phải tạo dáng rồi. Ê, mẹ cái thằng này. Nóng đấy. Ôi, anh mất tao. Em mận nó tương. Nó ăn hết nước khoai rồi kìa. Ngon đấy. Nóng, nóng. Anh hãy, em mận nó tương. Gọi cái mông ra. Lật nãy giờ đấy. Cái củ bé này ăn ra lấy ăn được rồi đấy. Bãi cả đài, tao đeo cầm. Nóng quá. Nóng lâu vậy. Này, nóc cái này lên nó tí bật, phun một phát như kiểu sâm tanh. Móng tay. Sao nãy giờ mình ngu thế mà. Đây đấy. Đấy. Nữa. Đây này anh em ơi. Úi ôi. Ôi. Nghĩ đâu ra máy lạnh. Ui à. Ui, cháy mẹ nó. Vậy sao? Không cháy được. Nó mưa. Ném ném ông củ anh coi. Không ném đây. Này, cho anh em này đừng cho hòa. Dễ rồi mình. Vào đây nếu cái lũ cuốn ra đây. Cuốn ra đây thì anh em chạy thôi. Ai dạ, ấy là ui, nó có cái này ngon hả? Chết à. Em bỏ ra em phải cho xong chứ. Để này rơi. Em thì hay nhắc. Điên nhỉ. Không ngon. Nó gắm kiểu ăn khoai nướng rồi. Đúng khoai nướng củi hoặc là cái này nó ngon. Không củi chắc đúng. Luôn. Yêu cái gì? Như lúc đổ đồ vịt mày, ấy. Mày thấy chưa? Đang khe. Cái này nó ngon đúng không? Quá. Ăn dầu khoai nữa. Đấy. Ăn. Ngồi ngon đấy. 25.000 một cân đấy. 25.000 một cân khoai hả? Này khoai này nó bị bóng. Khoai này nó bị bóng. Khoai này nó bị bóng không? Khoai này là khoai đồng ấy. Khoai đồng. Khoai đồng cá bóng là đồng bóng. Tí là ăn lắc 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 lắc. Tí ăn quê cả lũ con dao ăn khoai đây. Khoai đây buồn cười. Cái là cá sấu đây bóng. Đồ tham ăn. Nóng hết, ngư không? Không biết đâu. Cháy hết đít tao rồi. Kiến anh có đi đấy. Mỗi đêm mất cũng cầm 50.000 Rồi đóng cái gì nhiều nhiều gì. Anh chụp vào anh đóng hẳn 44.000 Đóng luôn 50. Không đấy, cứ đóng 44.000 đấy. Kìa kia bị ấy rồi. Đi đâu nữa là đi đây. Mày quanh đất rồi nguyện đi mày quẩy. Thế giờ đi ăn xong đây về đường có cái gì ăn nữa thì ừ, 5 quả nữa nhỉ. 5 quả gọi là đặc sản núi rừng. Chẳng mấy khi đi. Anh về Hải Dương à, ở cái anh hỏi đi. Anh cứ ăn. Đây là ở đâu ấy? Đây là Quảng Ninh rồi. Đất của đây đang ở khô. Đây là đâu ta là ai? Hôm nay không chơi chỗ đoạn lần trước mình đi ăn được. Ngủ ai kèm. Qua qua hứa hảo luôn. Đi Hải Dương, qua Hải Dương đâu nhỉ? Ăn là chỉ trăm không? Cái chuyến qua nhà của em. Em cứ đi yên tử bao giờ. Giờ lên yên tử nhất lợn chiến. Đến cái dốc đấy mày phải đá số 2. Không là sốc mặt lo. Thế em đi số 3 có được không? Đi từ mấy lần rồi mà chưa quanh đây mà. Ngon 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 đấy, không biết. Sao lại chưa quanh vào đây? Chưa quanh đây thật. Chưa chín lắm. Nào em hết rồi. Không sao đâu anh em ạ. Thôi. Vào bụng là chín hết mà. Thế nào? Chín nhiên. Mở rồi. Ngon 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 ng